Điện máy Việt Nhật xin chào các bác. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác dòng súng bắn đinh bê tông của thương hiệu Menti với model là ST64. Dòng súng bắn đinh Menti này thì nó khá là thân thuộc đối với các bác thợ rồi. Thì bên em hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người để mọi người xem thử là cái giá thành của bên em nó có rẻ hơn so với thị trường hay không mọi người nhé. Và bên cạnh đó thì bên em có cung cấp thêm cái dòng máy nén khí sạch của thương hiệu Yamasu 12 lít này, phù hợp cho các bác mang đi công trình làm ở những nơi nhà cao tầng hoặc trong khu chung cư. Dòng nén khí sạch thì nó không gây tiếng ồn nhiều cũng như là không mùi, phù hợp cho mọi người mang đi di chuyển gọn gàng, dễ nha mọi người nhé. Bên cạnh đó thì bên em có cung cấp thêm các cái dòng dây dây hơi này đủ kích thước để cho mọi người lựa chọn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về cái dòng sản phẩm súng bắn đinh ST64 của Menti này mọi người nhé. Nó được đựng trong một cái hộp đây nha, có tay sách. Rồi chúng ta sẽ mở ra xem bên trong nó kèm theo những cái gì. Đây mọi người nhé, thương hiệu Menti thì rất là nổi tiếng rồi. Ta sẽ xem phần súng đây, nó được bao bọc trong lớp xốp nổ này, chống va đập được chưa. Rồi kèm theo thì nó sẽ có một cái lọ dầu để chúng ta tra. Lọ này thì nó cũng kèm theo một chút thôi, mọi người dùng thì phải mua thêm nhé. Nó là cái dầu máy khâu thôi. Đó, dầu máy khâu nên mọi người cứ mua là đổ vào là được. Một số cái xoang để giúp chúng ta thay thế, như là một số cái đầu lục chúng ta tháo mở lưỡi gà, thay thế lưỡi gà. Rồi em bỏ cái hộp này xuống thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sản phẩm này. Đây mọi người nhé. Đó, con này thì nó là dòng ST64 này, chúng ta sẽ bắn các cái dòng đinh bê tông được chưa. Đây đây thì nó sẽ có các cái kích cỡ đó, kích cỡ để chúng ta sử dụng đó. Đây thương hiệu Menti thì nó quá là quen thuộc với lại các bác thợ rồi, hay là nói chung là các bác cũng dùng khá là nhiều rồi. Đây thương hiệu của nó đúc nổi trên thân máy luôn mọi người nhé. Đó, cách sử dụng thì mọi người cũng biết rồi đúng không ạ. Chút nữa thì em sẽ test luôn để cho mọi người xem cái sức mạnh của nó. Còn thực ra thì cái sản phẩm này nó cũng không có cái gì nhiều để mà giới thiệu. Đa số các bác đã sử dụng thì cũng khá là nhiều hãng. Đấy, nhưng mà cái thương hiệu Menti này, các bác nào đã sử dụng rồi thì cũng đã biết chất lượng của nó thì rất là ok. Yeah, tay cầm này, bọc cao su. Ok chưa? Rồi em báo giá cái sản phẩm này luôn. Hiện tại súng bắn đinh bê tông ST64 của thương hiệu Menti bên em đang phân phối với mức giá là 1.150.000 bao ship cho các bác toàn quốc. Đến nơi các bác cứ mở ra kiểm tra rồi thanh toán sau. Bác nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ em qua Zalo hoặc số điện thoại 0982051388 để hỗ trợ tư vấn cho các bác về sản phẩm. Hoặc các bác có thể tham khảo qua website bên em dienmayvietnhat.vn. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Ok các bác, bây giờ sẽ là sự kết hợp giữa máy nén khí của thương hiệu Yamasu 12 lít và súng bắn đinh ST64 của Menti. Em sẽ test thử luôn. Chúng ta sẽ bắn qua những cái tấm sắt này trước các bác nhé. Vào trên đây. Nói chung là nó bình thường luôn. Đây. Lên gỗ thì lại là quá bình thường nữa đúng không ạ? Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ test vào sắt hộp nhé. Rồi em test thêm cho mọi người xem nhé. Ok các bác, và vừa rồi thì em đã test súng bắn đinh bê tông của ST64 rồi, xuyên qua rất là ngọt. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì cứ vui lòng liên hệ bên em. Và em hy vọng thì cái sản phẩm này bên em cũng sẽ là đơn vị cung cấp rẻ nhất thị trường cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.